Ok, em chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì tiếp tục Tuấn Anh sẽ lên sóng cho anh em về những cái dòng xe Mobility 10, những cái dòng xe ở phân khúc hạng A đô thị, những cái dòng xe có những chiếc xe gia đình, có những chiếc xe dịch vụ và cái tầm tiền thì rất là rẻ và đời thì rất là cao cho các bạn. Đấy, các bạn nào thích một chiếc xe đời cao mà giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu thì các bác có thể liên quan tâm về cái series xe ngày hôm nay cho em. Các bác nào quan tâm thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ gara của em nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, và rất mong được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình một lần trực tiếp ghé qua cửa hàng bên em để xem và chạy thử về tất cả các dòng xe bên em nhé. Đi vào chiếc xe đầu tiên là một chiếc Mobility 2004. Chiếc xe thì vẫn còn biển 30F này, 3747. Con này thì nói thật với các bác, từ 2004 như con này thì rút hồ sơ thì chắc là cũng hơi lâu một chút. Đấy, bà con nhé. Đấy, nhưng mà xe thì cũng khá đẹp, mà giá của nó thì con này em mua lâu rồi, em vẫn đang bán cho anh em với giá khoảng 115 triệu con này, 115 triệu bà con nhé. Đấy, số tự động 2004. Đấy. Tiếp tục thì ở trên đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Mobility 2011. Con này nó là phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.1 3 máy 4 máy nhé các bạn nhé. Form cũ đời 2011 đã được Na Năng đúc 4 bánh này. Và chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh chỉ bán cho anh em với giá có 99 triệu thôi ạ. 99 triệu thôi các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Mobility 2004, 2011 phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.1 4 máy, một chiếc xe cũng đã trải qua taxi dịch vụ rồi. Nội thất của nó thì rất là đẹp cho anh em nhé. Giá có 99 triệu thôi ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu Daewoo Gentra X ạ. Con này thì nó là xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A02817. Chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh cho các bác là 175 triệu, bên em bao rút hồ sơ. Với cái dòng này thì nó là số tự động, động cơ của nó là 1.2, bản nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, có trang bị cửa sổ trời, la răng đúc, 4 bánh cộng với lại vô lăng 4 chấu, nội thất là ghế da nguyên bản bác nhé. Với cái tầm giá con này thì cũng chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm 175 triệu đồng thôi. Bên em bao rút hồ sơ gốc cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Với cái lớp sơn màu ghi xám như này thì xe rất là đẹp cho mọi người nhé. La răng đúc 4 bánh rất là đẹp với cái dòng xe hatchback 1.2. Con này thì hiện tại là có 175 triệu thôi cho bà con này. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc i10 đời 2013 bản đủ. Con này thì nó là xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển 29A64696 ạ. Chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang bán 148 triệu đồng ạ. Anh em còn một chiếc 23 nữa, tí em sẽ quay cho anh em những cái giá chỉ có 129 triệu đồng thôi. Nhưng con này thì nó nên được màn hình và đặc biệt đó là bản đủ và xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục taxi gì. Đấy, giá chỉ có 148 triệu thôi. Các bạn đã sở hữu được chiếc i10 2013. Thời tiết ngoài phòng thì mấy ngày hôm nay thì ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 nên là lúc thì mưa, lúc thì nắng các bạn nhé. Giờ thì nó tối trời và chuẩn bị mưa. Đấy. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe rất đẹp đây. Và còn có ba chị em nào thích chiếc xe này ở cái tầm tiền dưới 100 triệu, anh em đi con này thì nó quá là hợp lý, quá là ok cho anh em rồi. Đây là một chiếc Kia Mobility sản xuất năm 2004, số tự động, động cơ của nó là 1.14 máy và xe của nó rất là đẹp. Nội thất của nó thì rất là nguyên zin, đường keo nhất chỉ cam kết cho anh em là nguyên zin. Anh em đấy, táp lô táp đi của nó rất là hợp lý và rất là đẹp cho anh em. Đường keo nhất chỉ, kính giếc của nó là nguyên zin. Máy thì lỗ rất là êm, xe thì có đầy đủ màn hình cam lùi. Xe đặc biệt là đã rút được hồ sơ rồi nhé. Hồ sơ thì cầm tay sẵn rồi, anh em về chỉ ra tên trong vòng một ngày thôi là xong luôn. Đăng kiểm còn đến tháng 3 năm 2025. Như con này thì em để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm 99 triệu đồng thôi. 99 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu được chiếc Mobility 2004, số tự động, động cơ của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, Hàn Quốc. Các bác nào quan tâm về chiếc xe này ạ, mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình, hoặc mua cho bố đi đón con cháu, hoặc là mua cho bồ, mua cho mẹ vợ thì rất là ok, đúng không ạ, rất là hợp lý nhá anh em nhé. Vâng, tiếp tục ở mé đây thì em lại có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe đến từ thương hiệu của VinFast. Con này là VinFast Fadin sản xuất năm 2020, bản Plus. Con này thì đang đeo biển Hải Phòng, 15K01460. Con này hiện tại bên em đang bán là 295 triệu đồng. Đăng kiểm thì đến tận tháng 4 năm 2025. Với dòng Fadin này thì nó là cái dòng xe rất là ok, khỏe mạnh, bậc nhất ở cái phân khúc hạng A này. Với khối động cơ của nó là 1.4 và bản này nó là bản Plus thì có hệ thống na răng phay, có hệ thống màn hình sẵn rồi anh em nhé. Với giá thì có chỉ có 295 triệu thôi bà con nhé. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc i10 đời 2018 ạ. Con này nó là bản sedan hay đâu, động cơ của nó có 1.2 thôi. Con này là bản đủ số sàn, tên tư nhân chính chủ, xe đã rút hồ sơ rồi và các bác chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Con này hiện tại bên em đang để cho anh em là 276 triệu đồng, đời 2018 nhé. Bản sedan hay đâu, máy 1.2 các bác nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Ford Fiesta. Với chiếc Fiesta này thì nó là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Ford Mỹ. Con này thì được trang bị động cơ 1.6 bà con nhé. Tư nhân một chủ đầu sử dụng, biển Hải Phòng. Và xe thì đã rút hồ sơ rồi và các bác chỉ việc bấm biển vào tên nữa. Con này thì chủ nhân chiếc xe đã thu hồi lại biển số. Vì thế nên là với cái tầm tiền như thế này
các bạn bỏ ra có 245 triệu thôi. Các bạn đã sở hữu được một chiếc Ford Fiesta đời 2013, số tự động, động cơ 1.6, tên tư nhân, xe dành sử dụng. Đấy. Fiesta thì một cái dòng xe rất là đẹp nhé, con này là đuôi cọc nên là rất là đẹp cho anh em nhé. Đấy. Dòng Fiesta thực sự em rất thích đi cái dòng Ford đuôi cọc này, nó rất là hợp lý cho anh em ạ. Đấy. Với giá có 245 triệu thôi. Đấy. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc i10. Chiếc i10 này thì sản xuất năm 2000 bao nhiêu? Sản xuất năm 2014, con này là phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Con này thì đã rút hồ sơ rồi về để cho các bác là 160 triệu thôi, đời 2014 và con nhé, 2014 ạ. Bên cạnh đây là một chiếc Moling ạ, con Moling này thì đã rút hồ sơ rồi. Con này thì nó là biển Hải Phòng luôn ạ, 15A23008 này, đăng kiểm tháng 6 năm 2025. Và chiếc xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá là 258 triệu đồng này. 258 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con, của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe Kia Morning 2016 số tự động bản SI, bản số sàn ấy, SI số tự động ấy, bản đủ với giá là 258 triệu đồng, động cơ 1.25 nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Morning 2016, nhưng con này nó là bản đủ số sàn, máy 1.25, tên tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên, 20A74872. Con này thì hiện tại bên em đang bán cho anh em khoảng 190 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe Moling 2016 bản SI số sàn, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên, một chiếc xe rất là đẹp cho anh em nhé. Đặc biệt chiếc xe là không lỗi, gia đình sử dụng, máy số keo chỉ đại zin, và với cái giá chỉ có 190 để cho anh em đúng 185 triệu, bà con thấy yêu nhộng 185 triệu nhé. Ở đây em có 2018 này, con này là bản Pay, nhưng mà nó là xe rất là đẹp, màu trắng xịn, không có đổi màu nhé, biển 28A06196 ạ. Là một chiếc xe Kia Morning 2018 số sàn, động cơ 1.25. Nội thất của nó là nguyên zin theo nhà máy sản xuất, tắp đô tắp ly sạch sẽ đẹp đẽ, và đặc biệt là xe của nó thì rất là đẹp, tên tư nhân chính chủ biển Thái Hòa Bình, và giá để cho anh em cũng 185 triệu thôi. Đời 2018 nhá, vô lăng của nó rất là đẹp luôn này. Vô lăng của nó rất là đẹp luôn, tắp đô tắp ly sạch sẽ, ghế da đẹp đúng không ạ? Đăng kiểm thì đến năm 2025 tháng 6 mà còn nhá. Một chiếc xe Morning 2018 đời cao chót vót và giá rất là rẻ cho anh em nhé. Ở mé trong đây thì em đang còn cho anh em một cái dòng xe nữa, một số những chiếc xe này đấy. Tiếp tục thì ở đây em đang có đi từ đây nhá, em có một chiếc Matiz nhập khẩu, con này là Matiz nhập khẩu nhá, form của nó là form Spark, sản xuất năm 2000 bao nhiêu, sản xuất năm 2006, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 0.8, biển 29A55220. Con này thì nó trang bị túi khí đầy đủ hết theo xe bà con nhé. Túi khí, túi khiếc là đầy đủ hết xe, và form của nó là form mới. Và giá để cho anh em có 68 triệu thôi, 68 triệu thôi các bác nhé. Biển 29A này 55220 này. Một cái dòng xe rất là đẹp, có màn hình camera lùi và camera hành trình. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2025, biển Hà Nội màu cam. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Morning ạ. Con Morning này thì sản xuất năm 2016 nhé. Sản xuất năm 2016 số sàn, bản thiếu, máy 1.25, bản này là bản taxi ra. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 162 triệu. 162 triệu là bà con của bác chị em mình đã có được một chiếc Kia Morning còn rất là đẹp nha. Đã lên màn hình camera lùi và camera hành trình đầy đủ hết rồi. Với giá có 162 triệu, giá này thì Tuấn Anh sẽ hỗ trợ cho anh em về thủ tục vận chuyển và hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên nhé. Vâng, tiếp tục là một mẫu xe nữa đến từ Kia Morning. Con Kia Morning này thì sản xuất năm 2011, con này là bản full kịch, số tự động, động cơ của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này là màu trắng, nhưng màu trắng kem ạ. Con này thì đang đeo biển 15A49057. Sản xuất năm 2011, có trang bị 4 bánh na đang đúc, 4 phanh đĩa, cửa sổ trời, để lộ start top, nội thất là ghế nguyên bản màu đỏ, có đỏ cam ấy. Con này thì bản này là bản full kịch đấy, Morning mà có cửa sổ trời thì anh em biết là bản gì rồi đúng không ạ? Có đề lộ start top, có màn hình Android, có điều hòa tự động, và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 220 triệu thôi, rất là rẻ cho anh em, 220 triệu thôi bà con nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Morning 2018 ạ, con này nó là bản C số sàn, bản đủ số sàn, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Hiện tại như con này em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 238 triệu đồng nhé. 238 triệu đồng một chiếc Morning C 2018 số sàn bản đủ, tên tư nhân chính chủ, xe đã rút hồ sơ rồi, nội thất đẹp. Với bản SI này thì nó có đầy đủ la đăng đúc, 4 bánh la đăng phay này là 2018 này. Có hệ thống đề điều hòa tự động này, khóa khiển này, sinh nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụt xòe bà con nhé. Vâng ạ, và tiếp tục thì ở đây em đang có cho anh em thêm ạ. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Kia Morning, con này sản xuất năm 2012. Con này 2012 thì số sàn với giá có 115 triệu thôi.
115 triệu thì anh em có thể đi chiếc xe Moling 2012 số sàn Form Sport này nhé. Con này nó quá là đẹp luôn ạ. Đấy, có đầy đủ màn hình, đăng kiểm dài, nội thất đẹp cộng. Nội thất nó là nội thất nguyên bản. Không phải nội thất bọc lại nhé, đầy đủ hết nhé bà con nhé. Đấy, có 115 triệu thôi. 115 triệu thôi là các bác đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, bà con các bác chị em nào quan tâm ạ. Đấy. Tiếp tục là Hyundai i20. i20 là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Ấn Độ, Hàn Quốc nhưng nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Chiếc xe thì đang đeo biển 30A960677. Chiếc xe này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá khoảng 235 triệu đồng. i20 thì nó rộng hơn i10 và đặc biệt là số tự động. Động cơ của nó là 1.4, có cửa sổ chờ, đầy đủ hết điều hòa tự động. Đấy, nhập khẩu nguyên con nhé, rất là đẹp luôn. Một mẫu xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ gì, với giá có 235 triệu thôi. Ở đây em đang có i10 2013, con này là bản thiếu số sàn và cũng là taxi ra. Chiếc xe thì đang đeo biển Hà Nội. Đấy, với cái tầm giá rất là hợp. Tìm xe. Đấy, Moling 2004 này, 99 triệu này. Số tự động này, dồ sơ rút rồi đấy. À, con này để cho anh em 129 triệu này. 129 triệu. À, 129 triệu Moling 2013 số sàn. À, rất là đẹp cho anh em. À, rất đẹp cho anh em này. À, rất xịn sò cho anh em nhé. À, tiếp tục là Moling 2011. Con này là phiên bản số sàn, bản nhập khẩu nguyên chiếc. À, bản này bản Việt đấy. Xin lỗi. Bản này là bản Việt 4 máy. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 109 triệu đồng thôi. 109 triệu đồng đời 2011 này. Ở đây có Moling C 2015, con này cũng là bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ đã rút hồ sơ rồi. Về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Con này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 180 triệu đồng này. Đấy. Tiếp tục là Moling 2018 số sàn, bản thiếu taxi ra này. Con này thì được trang bị động cơ 1.2 màu trắng. Đấy, tư nhân chính chủ đã rút hồ sơ rồi, để cho anh em 182 triệu nhé. Tiếp tục là Moling nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2011, biển Hà Nội 30A54740 ạ. Ở sản xuất năm 2011, xe nhập khẩu nguyên chiếc form mới và có túi khí, có ABS, có la đăng đúc 4 bánh theo xe và để cho anh em có 140 triệu đồng thôi. Tiếp tục ở đây em đang có Moling 2016, con này tư nhân chính chủ biển Hà Nội, biển Quảng Ninh, biển 14A87536 ạ. Chiếc xe này thì xe rất là đẹp, tên tư nhân chính chủ, xe ổn định cho anh em ạ. Với cái tầm giá con này hiện tại bên em đang chào bán với giá khoảng 175 triệu đồng. 175 triệu đồng mà con đã sở hữu được chiếc Moling 2016 số sàn bản thiếu taxi ra. Một cái chiếc xe rất là đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Và còn các bác chị em nhà mình nào quan tâm về chiếc xe Moling này thì hãy nhớ nhấc máy để vào alo cho em nhé. Moling C 2015, một chiếc xe rất là đẹp cho anh em, đã rút hồ sơ rồi, màu lâu rất là đẹp cho anh em. Với cái tầm tiền chỉ có loanh quanh đâu có 175 triệu đồng thôi. 175 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Moling bản đủ số sàn, máy móc thì đại chất, là màn hình camera lùi đầy đủ. Rất là đẹp, la đăng đúc 4 bánh theo xe, sơn xi màu lâu khá là đẹp cho anh em nhé. Con này thì để cho anh em 175 triệu bao ra tên này. Tiếp tục là một chiếc xe Matiz 2006, con này sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Và với cái tầm tiền như con này hiện tại Tuấn Anh đang để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 48 triệu thôi. 48 triệu thôi là con đã sở hữu được chiếc Matiz là 2006 động cơ 0.8 nhé, biển Hà Nội. Rất là đẹp cho anh em nhé. Con này thì nội thất của nó là ghế nỉ nguyên bản 7 màu này. Có đầy đủ màn hình và đăng kiểm chiếc xe đến tháng 1 năm 2025. Nội thất rất là xịn sò cho anh em này. Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm 48 triệu thôi. Mà Hyundai i20 đời 2011 ạ. Con này là một chiếc i20 đời 2011. Phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.4. Con này là nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển 88 này. Vừa rồi thì có màu xanh nó là 2010 nhưng con này nó là 2011. Nhưng em còn hai mẫu xe màu đỏ như này, một chiếc màu đỏ tươi và một chiếc màu đỏ mận như thế này, đều là đời 2011 và giá là 245 triệu bà con nhé. 245 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Vậy quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nào đang quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863, biển 88A59202 ạ. Rất là đẹp luôn. Ok, đây em đang có cho anh em một mẫu xe nữa khá là đẹp. Đây là một chiếc Hyundai Grand i10. Chiếc i10 này thì sản xuất năm 2014, bản thiếu taxi ra, đã rút hồ sơ rồi. Về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi nhé. Đấy, chiếc xe này hiện tại để cho anh em quanh quanh đâu đó khoảng 160 triệu. 160 triệu là bà con các bác chị em đã có được chiếc Moling như thế này. i10 nha. i10 nhập khẩu nguyên chiếc này, một chiếc xe rất là đẹp cho anh em này. Một cái dòng xe quá là ok cho quý hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình này. Đấy, bà con các bác chị em nhà mình nào quan tâm về chiếc i10 này thì alo cho em nhé. 160 triệu thôi các bạn đã, i10 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh em ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất năm 2000, sản xuất năm 2010
6, con này là phiên bản số sàn, động cơ là 1.0, bản đủ, tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Xe thì cam kết cho anh em là zin không lỗi, không taxi, không dịch vụ. Dòng Spark này đã là một cái dòng xe rất là đẹp, đời cao, 5 chỗ ngồi và con nhé. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 155 triệu thôi. 155 triệu mà con đã sở hữu được chiếc xe như thế này thì em thấy là nó quá là yêu và quá là ok cho tất cả mọi người và quý khách hàng của quý bà con này. Rất đẹp luôn. Ngoài những cái dòng Morning i10 ra thì em có Mac, có Mazda, có Cerato, có đầy đủ i10 Vios, Gentra với cái tầm tiền rất là rẻ cho anh em. Nhưng ngày hôm nay thì Tuấn Anh không lên sóng những chiếc xe đó. Đây em đang có cho anh em một chiếc i10 màu xanh ạ. Con này là màu xanh, bản thiếu, số sàn, động cơ 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, đời 2015, form mới nhá. Biển 25A này 00018. Con này để cho anh em loanh quanh 165 triệu nhá. 165 triệu thôi các bác đã sở hữu được chiếc i10 này. Con này thì nó là màu xanh, trước đây thì nó cũng là taxi da đổi màu nhá. Nội thất của nó thì ghế da có đầy đủ màn hình Android, đầy đủ hết theo xe này. Tất cả đều rất là đẹp, giá để cho anh em 165 triệu thôi, rẻ như cho luôn. Ở đây em tiếp tục có cho anh em một chiếc, một bộ đôi Morning ạ. Với Morning thì hiện tại anh em còn rất là nhiều. Và những cái dòng màu đỏ này là cái dòng xe rất là đẹp này. Con này là Morning 2016 một đôi nhé. Một chiếc biển Hải Phòng, một chiếc đã rút hồ sơ rồi, để cho anh em loanh quanh 170 triệu thôi. 170 triệu thôi là các bác đã sở hữu được những chiếc Morning này. Chiếc Morning này thì đều là taxi ra, nhưng con này thì nó là về tên tư nhân biển Hải Phòng. Đã lên được màn hình, lên được na răng đúc này, đầy đủ hết theo xe này. Cộng với con Mayday ạ, con Mayday thì cũng rất là đẹp cho anh em này. Con Mayday rất là đẹp cho anh em này, rất xịn sò luôn, đều 170 triệu thôi, để cho anh em giá rất ưu đãi luôn. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Morning 2013, con 2013 này thì hiện tại là biển Hà Nội này, 30A này, 22247 này, để cho anh em 138 triệu màu xanh nhé. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2024 ạ, con để cho anh em có 138 triệu thôi, 138 triệu thôi. Đầy đủ màn hình Android cộng với lại tất cả mọi thứ rất là đẹp. Tóm lại thì rất là ok cho quý khách hàng và quý bà con ạ. Với giá có 138 triệu thôi bà con này, nội thất rất là đẹp. Đấy, lúc này thời tiết thì lại đang mưa, Tuấn Anh vẫn đang đội mưa quay. Con này để cho anh em 169 triệu đâu, 68 triệu thôi. Cũng là Morning 2017, 16 số sàn, bản 1.25 nhé. Xe thì rất là đẹp cho quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình ạ. Bà con, các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Morning này thì cũng alo cho em nhé. Với giá có loanh quanh 168 triệu thôi. Morning 2016, bản 1.25 số sàn, taxi ra. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe nữa, con này thì hiện tại là Morning 2013. Con Morning 2013 này thì hiện tại là bên em đang chào bán giá 145 triệu, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con này. 30A59608 nhé, màu trắng ạ. Tên tư nhân đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025 luôn nhé. Nội thất thì rất là đẹp cho anh em này, nội thất thì rất là đẹp cho anh em này. Với giá có 125 triệu thôi, đấy, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì nhà em còn rất nhiều xe bà con này, rất nhiều xe này, từ 5 chỗ cho đến 7 chỗ ngồi. Mà rẻ nhất 7 chỗ ngồi thì em đang có chiếc xe này cho anh em này. Chiếc xe này là một chiếc Nissan Grand Villa, sản xuất năm 2012, số sàn, bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Giang. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Con này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 160 triệu thôi. 160 triệu mà bên em bao ra tên chính chủ cho anh em. Xe thì có đầy đủ màn hình camera lùi, đăng kiểm tháng 1 năm 2025. Hồ sơ cầm tay sẵn rồi, về các bác chỉ việc ra tên thôi. Rất là rộng rãi và rất là đẹp, động cơ có 1.8 bản đủ thôi. 160 triệu ra tên cho anh em này. Innova nhà em có nhiều, Innova nhà em cũng có vài con, bán tải nhà em cũng có vài con. Bà con nhé, bán tải thì đây con rẻ nhất là con Vario Max này. Con này thì sản xuất năm 2014 nhé, số sàn, động cơ 2.5 máy dầu. Con này để cho anh em có 142 triệu thôi, 142 triệu thôi mà các bác đã sở hữu được một chiếc xe bán tải, chở mà đầy đủ các công việc đều rất ok. Dòng này thì nó là xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, nó không phải nhập khẩu Thái Lan như cái dòng Ford hay là dòng xe khác bà con nhé. Rất là đẹp cho quý hàng một quý bà con này. Đó, cái tầm tiền rất là hợp lý nha mọi người nhé. Rất đẹp cho anh em này. Có 142 triệu rồi, một chiếc bán tải máy dầu số sàn này. Hay là Tucson, hay là bán tải Ford Ranger nhà em còn hai mẫu. Ford Ranger thì hiện tại là còn hai mẫu xe như thế này. Đây là hai mẫu Ford Ranger 2011 và 2010. Đều là số sàn máy dầu hai cầu và nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Với cái tầm giá là 2010 như con này là 220 triệu và con này là 238 triệu. Đấy bà con nhé. Đấy 11. Còn 5 chỗ thì nhà em đâu có những cái dòng xe như là mà Mazda 3, Mazda 6, Kia Cerato, Kia K3 hay là Civic hay là Hyundai hay là Daewoo. Ví dụ như con này nó có 145 triệu thôi mà đem bao ra tên nhé. Đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn, động cơ của nó là 1.6, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một chủ từ mới đăng ký 2011. Và xe rất là đẹp, đã rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm sẵn rồi. Và em các bạn chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi nhé. Rất đẹp luôn, 145 triệu bên em bao giao tên. Hoặc là anh em không thích đi Morning i10 mà anh em thích một chiếc xe hơn 100 triệu số tự động thì anh em mua đi chiếc xe này cho em. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 95 triệu số tự động, đời 2007, số tự động, động cơ 2.5 nhé các bác nhé. Mazda 3 thì em cũng có luôn.
Tóm lại thì Fortuner cũng có, Vios cũng có, Avel cũng có này. Và còn các bác anh chị em nào quan tâm về những cái mẫu xe bên em ấy, thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng có số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác anh chị nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Thanh Ô Tô Hải Phòng. Và lần nữa thì xin chào và hẹn lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.